Rồi, chú Tuân Chào khán giả, của ông cầm tay Rong lốc lên Rong nhá. Vlog, chú giới thiệu chú Đây, tên đầy đủ nhỉ? em tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Tuân. Vậy hiện nay là Lục Lam, Bắc Giang, Cương Sơn, thôn vườn Lục Lam, Bắc Giang, Cương Cương Sơn. Sơn, Lục Lam, Bắc Giang. Thì chú Tuân năm nay làm cái đào này bao năm? Em làm được 5 năm. À, 5 năm. Gốc này gốc 53, còn những cái vườn kia là gốc À, thứ 5, thứ 5. 5 năm. Còn cái ở vườn kia, vườn nhỏ hơn ấy là Ừ. gốc 15. Như vườn này là gốc 53. Vâng, đây là gốc 53. À, vâng, 53. Các bác nhìn cái gốc 53 là chú cứ nhìn thấy cắt đấy phải không? Vâng, Chú chỉ tay vào. đây 15 này, Ừ. 52 này, 53 này. Ừ, cảnh như vậy. Đấy, Tức là vườn này là gốc vốn của nó. cái ấy là lên 1 năm chú nuôi được này. Vâng. Như cái cành này là giả sử tháo là cái đường kính của nó bao nhiêu? Giả dạ, gì tháo cái dây này ra. Tháo dây ra đường kính nó được khoảng Mét không? gần 1 mét, 8-9 phân. 8-9 phân. Vâng. Cao là bao nhiêu cái cành này? Cao của nó là từ chỗ cắt đến ngọn. Từ cắt đến ngọn là cỡ 1,5 mét. Mét rưỡi. Vâng. Vừa đẹp đây, nhỉ? cắt đến đây. Ừ. Đấy, cỡ 1,5 mét. Ừ, bác Dõng thì chuyên môn làm về đào tết ấy. Vâng. Thì là khách hàng ở đây thì nó nhiều thành phần, Vâng. tức là giữ khách hàng mà độ 200 là người ta không mua, người ta Vâng. mua phải 3-4 triệu, Vâng. những khách hàng mà lại 2-3 triệu là người ta không 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 đủ tiền ta mua, Vâng. thì là cũng rất nhiều. Thì là hôm nay là rất may mắn là chú Tuân cho khán giả ông Rong biết vườn nào là chú. Thì như Vâng. cành này thì là dăm nụ nào chú, Cái dăm nụ của em thế này là độ bao nhiêu thì lở? cái này của em là cỡ 24-25 Tết thì là Thì là Vâng. lở thúm chím. lở đấy, bắt đầu có lở theo 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 cứ từ dưới lên trên. Cái thứ nhất là cái này dăm nó rụt, nó phải dăm xoắn. À, thế nào, dăm rụt thế nào? Vâng, dăm rụt có nghĩa là mình xử lý được nó rụt, À, nó không bị rụt rộng, lại, nó không vươn lên. không bị vươn nữa. Ừ. Thế là mình lăm đầu cái là mình khoanh nó chuẩn đấy, khoanh chuẩn đấy thì Ừ. là dăm nó không bị vọt, Như thường nó thường cái dăm này nó dài. là mọi năm khách hàng bao giờ là cắt? Của em thì thường thường mọi năm là cứ cắt từ 20, từ 23 20 âm, đấy, từ 20 âm 23 là cái thờ ông công rồi. và đến Thờ ông là công. thảo công Như đó. cây này chú Tuân bảo là nó lở được bao nhiêu? Cái Giả này sử như 20 nó lở lốm đốm thì tầm bao nhiêu là hết? hết là sao được đó? Nó Đến lở rằm còn là thoải mái. Đến rằm còn. Vâng. Ừ. Đấy là cứ nó cứ lở cứ chú chín từ dưới Tức là trên. khách hàng chơi từ 20 đến rằm thoải mái. Vâng. Có không? Vâng. Đấy. Còn ngoài rằm ra thì là bỏ đây được rồi, không nhớ. Vâng. Đấy thì là Ừ, cứ là khá là chơi ngoài rằm. Vâng. Mà cao điểm nào là từ 28 với 9 bắt đầu lở là không nhớ. Vâng. Tầm đấy là bao giờ đẹp. Đấy thì bao giờ lúc Như đấy cành này cũng đẹp nhất. chú cái ruộng này của chú là bao nhiêu cây gốc cả? Của em là 500 cây. 500 cây ruộng này. Vâng. Dài lắm các bác Vâng. nhìn này. Một nửa đào 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 phai, một nửa đào đỏ. Ừ, đây cái này đào gì đây? Đây là đào phai ạ. Đào phai. Mình bán đào phai riêng. Vâng. Đào đỏ riêng. Vâng. Đào phai như cây này là bao tiền? Đào phai như cây này của em là cỡ như bán buôn ấy là cỡ 200. Ở đây vẫn buôn đấy. Đấy, bán buôn là Chứ cỡ mình không nói 200. bán lẻ. Vâng. 200 một cây. 200 là một cành. Vâng. Xô hay nào? Xô đấy. Đây như cành Xô trên này đấy nó là bé. bé cả cành này gì? Đấy, cành này là bé một tí thôi. Thế nhưng Ừ. mà nếu mà bé quá thì người ta còn cho thêm được vài À, ừ, tức là bé vài cành quá thì nữa. một 10 một năm thì là Đấy, mình không được. không Một được. 10 một 8 thôi phải Có không? 10, 18 thì Ừ. ok, còn những Một cây 10 một nhỏ. 8 một 9 đúng không? Vâng, còn nhỏ Một quá 5 một 6 thì là không. thì thêm cho người ta đi Đi, buôn đi anh bán. em vừa đi vừa tương tác. Vâng. Đi xuống dõng, chú đi dõng này lên. Vâng. Dõng này. Đây, này. Thẳng lắm cơ. Thế nhưng mà vào với em thì đồng dưới kia có cây nó đều hơn. Đây các bác đi đi từ từ để họ ngắm cây đều lắm. Vâng. Đây mỗi cây là nhỏ này. Vâng. Có phải không? Vâng. Cái này là út nhất vườn đó. Vâng. Công nhận không? Vâng. Có một cây út thôi. Tức là 100 thì có khoảng độ 95 cây là gần đều nhau. Vâng. Đấy Là có vài cây, một vài cây thôi. Đây là chú Tuân này. Cái này dăm đều nhỉ. Nó mốc trắng. Vâng. Đấy thì của em là cái chỗ nước mà. À, Của em năm nay nó xuống mấy bông ngày rồi. các bác để ý các bác dòng thì cũng không buôn đào không không nắm rõ đâu, mình phải hỏi qua nhà vườn quá. Mấy trắng quá, hôm nay là mùng dương lịch là mùng ba, âm là bao nhiêu không? Hai 22. Giả sử những khách hàng ở trong hoàn miền Trung thì tầm mấy tầm đấy xa miền Trung thì độ 2 ngày vào nữa và không đến nhỉ? không đến
một ngày. Nghệ An năm ngoái họ ra đây họ cắt một ngày được một xí. Ở miền Nam mất 2 ngày. Miền Nam hơn nha. 3 ngày. Miền Nam nó phải 3 ngày và đêm ấy. 3 ngày và đêm. Tức là cắt 12 thì dặm sẽ vào đến thành phố chứ. Nếu cắt 12, tức là mùng 10 phải tới đi là cắt được. Vâng. Không nhờ. Nhưng mà giả sử cắt mùng 10 thì cái cành này có sợ ảnh không? Cái này không. Nó có sợ ảnh hưởng đến hoa vét hay nào? Không, không phải. Tức là trong lúc chuyển là mình không cần nước cũng được. Vâng, đâu cho nó uống cả cắt xong cho uống. À, dự. À, ngâm vào trong nước à? Nó hút lo đi, trong đi là nó không héo. À. Chắc định đi xa phải cho nó ăn nước một buổi sáng. À thế. Tức là ngâm nước buổi sáng. Vâng, thì nó đi nó đây các bác này. Không bị thiếu nước. Cái cành này nó như hạt gạo là đều nhỉ. Vâng. Cũng của chú tương đối đều đấy. Vâng. Đây là đào bạch hết à? Vâng, bên đào đâu đào đỏ đi sang là đỏ. Đào đỏ bên này thì cành nó nhỏ hơn. Nhưng mà tâm nó đẹp. Đầu đỏ thì cây hơi bé các bác. Ui những dòng này đều quá. Đây ui view lại cây này. Như đào này là ấy, các bạn nhìn này. Đang đi Sài Gòn nhanh hơn. À đi đi còn xuất ở Đài Loan. Năm ngoái chú bán cho khách hàng tại Đài Loan. Mang đi Đài Loan là nó... Như cành đào đỏ này thì giá bao nhiêu? Cành đào đỏ này vẫn dễ bán hơn cái đào kia. Nhưng mà chú phát bao nhiêu để khách hàng? Cũng chỉ 200 đổ về. 200. Nhưng mà khách người ta mang khách Đài Loan là họ thích cái... không phải dân người ta thích mà người buôn người ta sẽ đi dễ. Đóng hộp nó nhỏ như bọn đúng nhẹ cân chứ còn to quá đi là bán lại đắt thì dân nó này ấy cũng như vâng, to quá thì chỉ ở trong nước đây này mấy trăm cây gốc đào đỏ này em... à đây bật hoa cho đây vâng đây đây các bác này bắt đầu những cái dăm hoa này dăm thì này là nó báo à, lâu báo gì vâng. Đây có hai bông báo này. Cây này đẹp, cây này đến 23 khả năng là sẽ bung và Tết là sẽ rực rỡ. Hai nữa là cứ đến cái thời điểm mà cắt thì cứ cành nào lở thì cắt trước, cành nào rụ thì cắt sau. Nhưng mà khách hàng Hà Nội thì người ta lên cắt hai lần nhỉ? Vâng, cắt mấy lần nhỉ? Đúng rồi, người ta khôn. Người ta mua vườn này là cứ lở đâu người ta cắt đến đấy. Chứ mình không cắt ồ ạt, bởi Hà Nội ngay Hà Nội thì không cần không nhỉ? Vinh cũng không cần, vâng. Vinh cũng một ngày nó vào nơi 25 mà bán chạy là đêm 25 họ sáng là cắt là chiều tối đã có Vinh rồi cũng như có Sài Gòn thì hơi xa ôi cái này cây này bùng thế các bạn nhìn tròn vo dăm nó chỉ đây kỹ thuật của chú Tuân nào cũng ác đấy đây các bác nhìn ấy tôi quay sát rồi chú Tuân còn vườn ở nhà đây những cây này là, đều là 200 xô hết rồi. 200, những cây bé nhỏ thì bỏ, nhỏ thì bỏ nhỏ tức là rụt tiền đi vâng. Còn vài cây bé thì là tặng họ vâng. Để họ lấy máy nhà mình rồng ra đấy. Mình cũng thế vâng. ngay bờ sông vâng. Chỗ này mà làm cái giờ ở đây quá đẹp vậy. Lên đi đến kêu họ ngắm quay lại để cho khách hàng xem cái vườn đào đẹp đây những cây này là bỏ chứ mà vâng. Đây này cây này bỏ không cắt những cái cành này thì cây này là ví dụ cắm ban thần tài đẹp ừ đây là trên bàn thờ đúng rồi cây này cũng được đấy vâng. Cái cành này thì nó chắc là tặng rồi vâng. Có là mua chắc là tặng vâng. Đi hết đằng kia vâng. Đây là cái chú Tuân đã bung mấy rồi vâng. Là em báo là, em là sớm là nó ừ báo ừ. Có một số cây mà đây này cái này là chơi dằm đẹp này như là Hà Nội là cái này là chơi được rồi bây giờ cắt rồi em cắt một số cây rồi đấy à cắt rồi vâng. Đây các bác này tôi view sát này đẹp lắm. Đây một số như cây này cũng được rồi, phải cắt được rồi này. Vâng. Có phải không? Đấy, đứng đi quanh lại kia, chỗ này ngắm một lượt. Đấy. Ngay bờ sông Lục Lam, sông Lục Núi Huyền kia. Kìa núi, các bác nhìn thấy núi không? Đây, cái núi gần núi Huyền, đây không phải núi Huyền là lệch đi tí. Ừ, lệch cái này. Đây này, đẹp không? Phong cảnh của vườn đào của Trung Quốc. Ngay sát bờ sông, đây có cây báo ác này. Lỡ này. Cái này độ 100 thì mới lở được 10 phân nhỉ? Chứ
chưa được 10 phần. Còn dày lắm không nhỉ? Ăn được gì đâu. Chú đứng đây anh chụp cái ảnh này làm bia. Chú đứng đây, đứng. Sắp rồi, để lấy cả sốc. Chú nhìn này. Nhìn nha. Cởi đây. Rồi. Đi. Quay không? Đi cho khang ngắm. Sống lúc nữa kìa. Đấy. Các bạn nhìn thấy sông không? Sông Lục Lam gì vậy? Sông Lục Lưu Huyền đấy. Ngay bờ sông đấy. Lúc đó chú bảo bao nhiêu cây đào đỏ anh? Em có hơn 1.000 đào đỏ. Ở chỗ ruộng này? Ruộng này có hơn 2.000 đào đỏ. Còn mấy trăm đào phai. Đào phai kìa. Đào đỏ và đào phai như cây bé hơn. Mà đào đỏ là giá hơn 200. Đó hả? Các bác về mà đăng ký mua bác ngay thỏa thuận. Đó hả? Ông bác thỏa thuận. Vâng, thỏa thuận. Tức là chú cũng đi buôn rồi chú cũng biết. Không phải không. Người buôn người ta cũng phải kiếm được đồng bánh chưng Tết chứ không. Đó hả? Bên này đào ấy thì nó to hơn. Yeah. Ừ. Đâu, cái nào view xem là có bác làm ăn không? Hai cái to này. Đây, chú đứng ở giữa hai cái to để tôi view cái. Hai cây này chú thì tả sẽ cao bao nhiêu? Thân thoát thân là bao nhiêu nữa? Chú đo thử cho là áng chừng này. Không, cái thoát chiều cao ấy. Ừ, cái thân của nó ấy. Thân 2, vanh của nó bao nhiêu? Đầu tay của chúng ta 30 chứ? 30. Được 30 không? 30. Vanh 30. Tôi bảo hai cây đều nhau chút nữa. Hai cây là đào gì đây? Đào phai. Hai cây là bằng nhau. Nếu khách hàng mà mua hai cây này thì là giá bao nhiêu? Ta cắt chơi gốc đấy. 1.000.000 cây. 1.000.000 cây gì? Đào phai cao. Cao lên ngọn là khoảng độ 3 mét. 3 mét đây tôi view của bác này. Đấy. 3 mét các bác. 5 đủ đẹp. Cái này là dùng cho công sở đấy. Hoặc là nhà vườn. Không, đang là cắm ở những nhà vườn hoặc là được. Hoặc là nhà thờ họ hoặc là công ty, ngân hàng, ngân hàng hoặc là những cái đúng không? Những cái đầu đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng cây này được 25. Đấy 25 đấy. Không, cái thân này không? Thân này có 1 năm đã được cái này. Thân 2 năm. À, thân 2 năm mới to này. Đúng không, em để 2 triệu các bạn. 2 cây. Đó hả? 1 triệu 1 cây. Đấy. Các làm ấy thì tí tôi sẽ được đi anh em mình vô lốt cái chỗ này. Đấy, sông Lục Lam. Đẹp nhỉ, sông nước. Đây mà là mùa hè làm cái lều đây ở tốt đấy. Ừ. Mát lắm. À chú Tuấn, mùa hè mà có cái trời đây mà ngủ thì lộng gió, lạnh ấy nhỉ. Sông này. Cây xoan của nhà chú à? Vâng. Trước mùa dãy xoan dày lắm em chặt hết đi. Cây xoan là chỉ bọn trần nhà trần đường. Chứ mình không sử dụng gì. Trước kia có mười mấy cây to lắm. À đây có cây to nữa chứ Tuân. Vâng. Chứ view cái này xem nào. Đấy, cái này. 3, 4 tay này. 2 năm. Những cái cây này giả sử người ta cắt là cắt đến đâu. Ta lấy cả đây thì giá lên đấy nhá. Ừ. Cây này thì giá nào. Cái này nó không có hoa mấy. Hoa rằm kẹo thôi bác ạ. Ở búi tre. Nhưng mà ai cũng nào thích thì cũng để cho. Cái này là không có rằm. Bên chỗ đầu bích kia là rằm nhiều. Đúng không?
Đây có vườn, đây là trong đây tôi quay này. Đây nhà chú Tuân, thì Tuân có tên gì nhỉ? Tuân Miền đây này. Vườn đào của chú đây, nhà đây nhá. Chú vừa đám cưới đây. Đây ngay vườn trong nhà, đất đồi đây. Đây, cái cây đào là chú Tuân cũng một năm à? Vâng, đây là đào một năm. Rộng lắm các bạn. Chỗ vườn này bao nhiêu cành? Gần 1.000 cành. Đây tôi view lại để cho các bác xem cái độ rộng đó chúng tôi. Gần 1.000 cành ở vườn này. Ừ, vườn trong nhà, còn vườn nó bờ sông thì xong rồi. Đây kết hợp cả video này vườn trong nhà để cho các bác buôn sỉ đi, các bác mua lớn các bác biết. Các bác miền Nam, miền Bắc có thể qua cái nhung nhau lúc. Đây là đào này, đào gì chú ấy? Đào đỏ hết đấy. Đào đỏ hết? Vâng. À. Trong vườn này. Cũng như là đào này không tầm như cái vườn đào đỏ và sông nhỉ? Vâng. Bằng không? Nhiều cây cũng là nó đều bằng nhau, sàn sàn nhau. Nó đều hơn. À đều hơn. Vâng. Thế như vườn này thì chú bán đi lên kia rồi. Vâng. Đi với. Vườn này là chú định bán nào một cây? Của em thì cái này đây. Nếu mà buôn tại nhà thì chắc cũng khoảng nhiều. Nếu mà lấy xô thì khoảng 120. 120 gì? 120 dưới. Nhưng mà cái nó bung lá này có ảnh hưởng không? Không, bung lá này thì em phải về bia vậy giữ nước để cho nó không kẹt răm. À không, không kẹt răm. Vâng. Tức là kẹt răm là nó không lở được. Vâng, nó trở. Đúng rồi, tôi hiểu cái đấy rồi. Tức là khi mình cắt ra là răm bị kết lại. Vâng. Kiểu như chết răm ấy. Khô răm. Đúng rồi, đúng. Nó thiếu nước, nó khô răm là nó kết hoa. Thế mình lúc nào phải giữ độ ẩm. Giữ độ ẩm. Thế là giữ ẩm thì bắt buộc nó phải vẫn phải phát sinh lá. Thế nhưng mà đến 25 mà có lá thì đã đẹp không nhỉ? Vâng, không có hoa có lá. Ừ, 25 mà có thế này là đẹp. Vâng. Điều chú sẽ ngắt. Tức là vườn này là xô. Vâng. Xô 120. Vâng. Cái tán nó được 560 không? Được. Cái lơm ở trên đây. Đây, được. Khi xòa ra được. Xòa ra nó được thế này em ạ. Ừ. Xòa ra này đây mình co vào cho nó. Tức là để bàn thờ, bàn trà. Đấy. Có gì không? Vâng. Đại khái là Tết các bác có cành bé cũng được không? Tức là mình không, mình lựa theo. Tức là mình ít tiền mình dùng cứ có đào là được. Vâng. Có phải không? Còn những người ta có tiền thì người ta mua 20-30 triệu người ta thuê. Với hai nữa là nhà có không gian. Ừ. Chơi được cành to với cây to. Ừ. Nhà đi chú đi. Cái bàn thờ nhỏ nhỏ thì tắm trên ban thì cái cành nhỏ không. Có một cành đào mới bó rong với lại con gà là thành Tết rồi. Không nhận không? Mình nữa. Chứ không nhất thiết là phải cành to mới là Tết các bạn. Đây là cành bé đấy cũng được các bạn, cắm này. Đúng không? Đấy, như cây này là xô hay là cây này bị rụt đi? Cây này kém, bỏ bỏ lại. Tính hai cây một. Dạ đúng rồi. Cũng có lý. Đây như cây này bé bé phải không? Vâng. Đây là hai cây bé bé là chú tính hai xô là một. Tức là vào 6.000 một canh. Ừ, còn canh bé quá là chú cho không nhỉ? Vâng. Vì chú lấy mầm khác chứ không lấy mầm này đâu mà. Không. Không ấy chú cắt đi cơ mà. Cắt một lần chứ không phải để lại đâu. Đúng không? Cành này rỡ ra đẹp. Ừ. Cành này rỡ ra đẹp. Cắm một ban thần tài. Đúng rồi. Cắm ban thần tài. Thần tài đẹp chứ. Đây vườn của chú đây. Các bác nhìn đồi này. Đây là đồi chú cuốc xuống rồi chú san. Đi anh em vòng lại xuống góc dưới. Vừa đi sang bên chỗ luống khác thì họ ngắm. Ừ. Vừa đi vừa nói chuyện thì họ ngắm cái diện tích vườn của mình. Đấy. Cái vườn này là bao nhiêu mét vuông? Một sào hay là mấy sào? Của em sào miền Bắc mình khác, sào miền Trung khác. Sào miền Trung. Cả cái đất nhà ở đây. Vâng. Đây có cái gì? Bảy sào tận đằng sau chỗ với cây vải, cái bao bưởi cái hở. Ừ. Bảy sào quá. Thế là vườn này nó mới bỏ cho con cây nhỉ? Cây 120 cây. Thế là đi 120 triệu. Có không? 900 cây. 900. Ừ, cây đó không tính. Vậy lấy 900. Các bác là mua cây bé thì chú cho chú thôi. Vì không ấy tôi bảo là chú cắt đi mà. Chú nuôi nuôi mầm đều chứ không phải nuôi
kia nó chăm sóc nó khó không hiểu không? Cành non cành già là chăm sóc rất khó không hiểu không? Nó không đúng phun phùng, nó không đúng đấy. 120 đào đỏ hết rồi. Chú ở đào này là nó hay mua sang Đài Loan phải không? Đài Loan đi máy bay, nó tính theo cân. Đúng rồi. Đi Đài Loan, giả sử như xuất Đài Loan thì hai mấy nó họ cắt, hay là 20-15 rồi cắt? Cắt từ bây giờ. Cắt từ bây giờ. À, đây là họ cắt ngay từ bây giờ. À thì. À thì. Nó đóng hộp giấy, tức là bó giấy vào xong rồi đút vào. Không, đóng cái hộp như hộp mì tôm ấy. Tức là mỗi cây một hộp à? Mỗi cây một hộp. Tôi tưởng bó giấy xếp như là kiểu hoa Đà Lạt, không phải à? Tức là mỗi cây một hộp để nó khỏi ảnh hưởng đến cái răm gãy. Hộp à. Đóng theo hộp, cái cành to hay hộp to, cành bé, hộp to. Ừ. Nên nhau mình vòng về đằng này cho khách hàng nhìn lướt qua cái vườn của chú là mình kết thúc. 120 một cành, đây là đào đỏ. Anh vừa tầm. Cái... ừ, cành to này, đào hơn ở trên chỗ góc, góc kia chỉ một tẹo thôi. Có mấy cây là bé bé thôi. Còn đấy đào hết. Ừ. Đây những cành to lặng xô là xô hết đấy phải. Đây cành này to lắm ạ. Lơm phải bỏ ra phải mét đấy. Đúng rồi. Có một số cành nó trội. Đấy. Nó ẩm hơn, to hơn. Mình bón vẫn thế nhưng mà cái đất nó phát triển hơn. Không hiểu không? Thế là của chú đây mới ruộng bờ sông đấy phải không? À này, thế tổng vào đấy mới là 4.000. To hơn cái loại này. Là đấy, ngoài đấy là bán bao nhiêu? Ngoài đấy thì nói chung là cũng chỉ hơn 200, nếu bán buôn ở đây thì hơn 200. 220. 220 là bán được. 150 đổ về. À, 150 gì? 250. À, 250 đổ về. Tức là còn vườn 250 nữa là thôi tôi view, còn các bác đến thì các bác thích chú sẽ đưa ra một vườn nữa. Tôi view hai vườn nữa, một vườn ở bờ sông. Bờ sông, một vườn ở nhà. Một vườn nữa phải không? Một đào to hơn này này. Đào to hơn. Ừ. Nhưng mà vườn đấy các bác mà đấy thì qua chứng được. Sát à? Đúng rồi. Thì qua video là chú Tuấn cũng giờ mà em cho nước vào lở. Lở ngay. Tức là cắm nước ở lở. Chú Tuấn cũng cảm ơn khách hàng của ông Dòng Vlog đã xem kênh 22 là mình giới thiệu thôn với điện thoại. Vâng. Em qua kênh của ông Dòng Vlog. Khán giả qua kênh của ông Dòng Vlog. Ừ. Em nói chung là em ở tên là Tuấn, ở vườn xã Cương Sơn. Chủ vườn. Chủ vườn. Xã Cương Sơn, huyện Đông Lao, Tiền Giang. Vâng. Số điện thoại 0975093. Chú đọc chậm. Số điện thoại của em đọc chậm, 3 số 1. 0975093. Nhà, nhà vườn vườn gì nhỉ? Xuân Miền. Xuân Miền. Thôn thôn gì? Thôn vườn. Thôn vườn. Xã Cương Sơn, huyện Đông Nam. Đấy, các bác buôn sỉ là liên hệ với chú và các bác thỏa thuận nhé. Ông Dòng chỉ vlog là chỉ view mới cũng sát giá đấy. Nói thật đấy, chú không nói tăng đâu, vì nói tăng nên các bác không điện thoại không vào đâu. Đúng rồi. Còn các bác mà khéo mồm bác thỏa thuận nữa thì thêm bát phở phở hoặc là thêm nó bánh trứng. Đến thì mới biết đến xem hàng. Đúng rồi. Chứ qua màn hình phim của ông Dòng thì nó chỉ tương đối chứ không thể tuyệt đối, nhưng mắt mình trông thấy được. Em bảo có phải cái gì cũng phải thực tế. Qua clip này thì ông Dòng Vlog cảm ơn chú Tuấn đã cho khách hàng ông Dòng xem hai vườn đào. Còn một vườn nữa là các bác đến các bác sẽ xem. Vườn đấy là to hơn phải không? Vâng. Rồi chú hãy tay chào khán giả ông Dòng Vlog. Em chào khán giả nha. Rồi cảm ơn chú. Vườn đào nhà chú Tuấn thì hôm qua vừa cưới con trai con gái nhỉ, quên không? Đấy, con gái bác bộ này gần 10 triệu cho đây. Vâng. Cho bác ngắm lại anh em mình kênh ông Dòng Vlog ngắm lại cái lễ cưới nhà trai bác đến phải không? Vâng. Dòng phượng, ui giời, kỳ công thế nhỉ. Đẹp nhỉ. Nó có ảnh cưới không? Dạ có. Đâu?
chỗ nào cho nó đăng hình lên cái đấy, đẹp mà quang đẹp đây. Vườn đào này chú Tuân tiện thể tôi view các bác xem, vừa chú vừa cưới hoa chú vẫn dọn sân này. Chia ra bên đây đâu đấy, và chú vẫn đang dọn sân các bác, vẫn còn sân khấu đây đấy, vẫn còn sân khấu đâu đấy, vẫn còn sân khấu bàn ghế đấy. Đây cháu tên là gì nhỉ? Đây cưới cháu này đây, con chú Tuân nhà vườn đào Nguyễn Thị Thủy Tiên. À, Thủy Tiên lấy chồng, chồng ở đâu? Cháu lấy là Đại Mỗ Nam Từ Liêm. À, lấy tận Từ Liêm. Thế lấy bao nhiêu tiền cô ấy? Thách cưới bao nhiêu tiền? Ui giời, ông 100 triệu không thách, nhưng mà ông mang bao nhiêu? Mang về ít thôi, từ ngàn lội phải nhiều chứ. Ui lội gì từ 100 triệu. Đấy tôi trêu quá, chủ yếu là cháu ở nước ngoài. Nhưng mà tôi nhìn cái bộ này tôi chưa gặp đám cưới đâu, cái bộ long phượng này đẹp nhỉ, kỳ công, cái này phải có 10 triệu chứ. Đến lắm hả? Đến lắm, 10 triệu, hơn 10 triệu. Quần áo các thứ bình thường ở đây mình chỉ 5 triệu thôi, làm vừa tầm không quy mô quần này quá. Đẹp thế, hôm nay cả đôi quần đôi vợ chồng đây mà chụp cái ảnh nữa thì lên đấy thì quá đẹp. Ôi view các bác thấy rồi nhá, cảm ơn các bác đã xem. Tôi là tiện thể là vào nhà chú Tuân view đào, thì là nhà chú vừa đám cưới tôi view cho các bác xem.